là nó hiếm, cả mấy năm nó mới search một lần thì nó cũng ra luôn. Do đó thì chúng ta nó bị vướng cái vấn đề là lâu lâu có rất là nhiều từ khóa rác. Thì chúng ta lưu ý và chúng ta bấm vào đây, thì sau khi mà chúng ta chọn từ khóa mình ok thì chúng ta sẽ bấm vào export và chúng ta nếu như mà chúng ta đã đăng nhập rồi thì chúng ta có thể nhắm vào nút export thì chúng nó xuất cái file TXT ra cho ta cho chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta chưa đăng nhập thì chúng ta có thể copy và lấy cái keyword của mình. Đấy là cách sử dụng của keyword.io. Ngoài ra thì nếu mọi người nâng cấp thì nó có cái keyword related keyword ở trong cái bản Pro này. Thì tạm thời chúng ta mới bắt đầu làm affiliate thì chúng ta chỉ cần dùng bản free là ok rồi. Xong công cụ keyword.io thì Hường sẽ tiếp theo đến công cụ keyword revealer. Công cụ này thì nó search cái lượng từ khóa nó gần gần giống như Google AdWords, nhưng mà chúng ta search thì nó cũng ra nhiều từ khóa rất là chất. Công cụ này Hường cũng rất là thích sử dụng, nhưng mà cái công cụ này thì chúng ta cần phải đăng nhập rồi chúng ta sẽ điền cái tên, ví dụ như là tương tự how to weight loss nếu như Hường bán giảm cân, sản phẩm giảm cân. Weight loss là cái mà hay lấy ví dụ nhất ha, thôi Hường lấy luôn cho mọi người dễ nắm. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây thì nó sẽ search cho mình, nó sẽ search cho mình rất là nhiều từ khóa ở đây, thì chúng ta có thể xem luôn cả search hàng lượng, search hàng tháng, rồi chi phí, nó thống kê một số cái dữ liệu bên đây. Hoặc là chúng ta có thể được copy những cái từ này, hoặc là cũng có thể là gì download CSV để chúng ta copy cho nhanh. Sau khi mà lựa thì chúng ta có thể lựa từ khóa và bấm vào những cái next như thế này để chúng ta lựa từ khóa tốt. Đó là keyword reviewer. Tiếp theo là cái sovo.com, thì chúng ta có thể cũng search y chang luôn how to weight loss chẳng hạn, đây bán sản phẩm giảm cân, nó search vào đây thì nó sẽ ra rất là nhiều từ khóa, nó phân cho mình là từ Google này, công cụ keyword Google, rồi YouTube này, Bing nè, rồi Yahoo, người ta search cái gì. Tương tự cho các từ khóa khác thì chúng ta search rất là dễ ha, chúng ta chỉ cần copy cái này thì đơn giản thôi, nó ra luôn rồi, chúng ta copy và chúng ta bỏ vào lượng từ khóa của mình. Rồi tiếp theo là công cụ keywordtool.io. Công cụ này cũng khá là hay, chỉ có điều nó che mất cái số liệu của mình. Ví dụ như mọi người search là how to weigh loss, mình bán sản phẩm giảm cân đây, thì nó sẽ ra rất là nhiều dữ liệu, nhưng mà những cái như là search hàng tháng, xu hướng CPC, cạnh tranh nó che mất, chúng ta có thể sử dụng. Thì nếu như mà chúng ta mới làm thì ok, những cái từ khóa này cũng ổn rồi. Và chúng ta có thể copy và tự lựa từ khóa cho mình. Và ra một cái công cụ mà rất là thông dụng, hầu như là thông dụng nhất Hường sẽ giới thiệu cho các bạn bây giờ, đó là công cụ Google Keyword Planner. Công cụ này thì chúng ta gõ vào gì? Chúng ta gõ vào trên Google Keyword Planner thì nó sẽ ra cho mình các công cụ này, và chúng ta search vào, đăng nhập tài khoản vào, và chúng ta sẽ ra cái trang giao diện tìm kiếm như thế này. Đối với Google Keyword Planner thì nó là một công cụ mà giúp chúng ta sử dụng cả Việt Nam và nước ngoài, nó là công cụ mà tìm được nhiều từ khóa và gần như là công cụ thông dụng nhất hiện nay. Chúng ta muốn tìm từ khóa, chúng ta bấm vào công cụ và nhấp vào công cụ lập kế hoạch từ khóa. Ok, thì sau khi mà lập công cụ này thì chúng ta bấm vào cái chỗ tìm từ khóa, chúng ta có thể điền một vài từ khóa vào, ví dụ như là Hường điền là how to weight loss, hoặc là điền một từ thôi cũng được. Bấm vào đây, có thể điền thêm một vài cụm từ nữa, rồi chúng ta bấm vào bắt đầu. Nó sẽ liệt kê cho chúng ta những cái list từ khóa liên quan tới việc là làm sao để giảm cân, how to weight loss. Sau đó chúng ta có thể là xem ở đây luôn, hoặc là chúng ta tải xuống ý tưởng từ khóa, bấm vào tải nó sẽ ra cái file sale cho mình, và chúng ta lúc lúc đó thì việc lựa từ khóa nó sẽ dễ dàng hơn. Đó là cách sử dụng một số công cụ này. Bây giờ Hường sẽ nói những cái công cụ mà Hường hay thường sử dụng. Thì Hường sử dụng thường xuyên nhất là công cụ cái Google Keyword Planner, và chúng ta có thể cài đặt cái quốc gia cho nó nha. Ví dụ như là địa điểm thì Hường đang search ở Hoa Kỳ, tại vì Hường hay làm các quảng cáo ở nước Mỹ. Và ngoài ra thì mình search ở United Kingdom, Australia, Canada, vân vân, thì chúng ta có thể search trên Google và rất là đa dạng từ khóa.
Bởi vì cũng chính Google là cái search engine, cái công cụ tìm kiếm của các người tìm kiếm ở trên thế giới, do đó thì nó liệt kê từ khóa cũng khá là ok. Và công cụ thứ hai thì thường hay sử dụng đó là cái keyword.io, tại vì nó liệt kê cho mình những từ khóa lân theo keyword, đó là những từ khóa dài, làm cho chúng ta sẽ đánh vào những cái ngách khách hàng và chúng ta sẽ dễ dàng bán hơn. Nếu như các bạn chưa nắm được tại sao chúng ta cần phải đánh vào từ khóa ngách thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm, tại vì cái việc mà đánh vào từ khóa ngách nó cực kỳ quan trọng trong việc mình làm affiliate. Nó chính là một trong những cái nhân tố quyết định đến việc mình có doanh số được hay không. Đó là cái keyword.io, và chúng ta có thể, nếu như mà có kinh phí, chúng ta có thể là nâng cấp lên bản pro để chúng ta sử dụng có những cái dữ liệu vân vân. Thì mới thì các bạn không cần phải nâng cấp đâu ha, chỉ cần sử dụng cái bản free này là cũng khá là ok rồi. Ngoài ra thì Hường cũng hay sử dụng cái chỗ mà keyword revealer. Cái công cụ này thì nó cũng khá là giống với Google, tuy nhiên thì nó cũng ra cái lượng từ khóa, cái số từ khóa nó ra thì cũng khá là chất, nên Hường cũng thích cái công cụ này. Ngoài ra những công cụ khác thì Hường vẫn sử dụng nhưng mà với cái cường độ ít hơn. Thì đây là những công cụ mà Hường giới thiệu để tham khảo, để mọi người tham khảo trong quá trình mình làm affiliate. Thì affiliate thì cái việc kiên trì là không thể thiếu trong cái việc làm affiliate, do đó thì chúng ta cần phải vận dụng nhiều công cụ từ khóa, tìm kiếm từ khóa để chúng ta làm tốt nhất và có hiệu quả nhất, tiết kiệm được chi phí tối đa và có được lợi nhuận cũng tối đa. Vậy xong, Hường đã chia sẻ xong cái bài này và các bạn đã nhấn subscribe chưa? Nếu như mà các bạn chưa nhấn subscribe thì hãy nhấn subscribe ngay để nhận những cái video chia sẻ sớm nhất của Hường về làm affiliate. Hường không những là chia sẻ những cái kiến thức về cơ bản nâng cao mà còn chia sẻ những cập nhật mới nhất cho các bạn về lĩnh vực làm affiliate nha. Nếu như các bạn là một affiliate marketer thì hãy subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào. TomatoHome.com, time freedom, financial and location freedom.